Chào mọi người quay lại kênh Anh Minh Audio. Hôm nay chúng ta cùng đến với nội dung tập 136 của Bộ Vĩnh Sinh. Mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Ta vẫn chờ một câu này của ngươi. Trên người ngươi có thiên cấp đan dược gì có thể bồi bổ nguyên khí, giúp ta ngưng luyện thành thiên địa pháp tướng. Nói cho ta nghe xem thử ta có hứng thú hay không. Lúc này Phương Hàn đã biết chắc chắn là Phạm Thanh Ảnh có thần tộc chống lưng, mà Yên Thủy nhất thì hẳn đã bị một màn 500 năm trước mê hoặc đương nhiên là cũng không loại trừ khả năng là thái nhất môn sớm đã có an bài, tương kế tự kế. Chỉ là nếu như có thể thông qua Yên Thủy Nhất tìm được thần tộc ở sau lưng Phạm Thanh Ảnh thì sẽ thu được vô cùng vô tận tài phú. Hiện tại Phương Hàn vẫn bị kẹt với một chữ nghèo. Pháp bảo thì ít, đan dược cũng ít. Mấy trăm vạn thiên ma, 2500 đầu thiên ma vương kêu gào đòi lương thực, hơn một tháng nữa thì sẽ lâm vào tình trạng không còn lương thực, thiếu ăn mà chết đói. Thượng phẩm thiên cấp đan dược. Thái Thanh Ngọc dịch đại hoàn đan. Tổng cộng 9 viên. Thế nào? Mỗi một viên đều ẩn chứa đại lượng nguyên khí, hơn hẳn âm dương vạn thọ đan của Vũ Hóa môn. Đan dược này là dùng tiên khí vĩnh hằng thần lô của Thái Nhất môn luyện chế thành. Dùng xong một viên thì có thể gia tăng được ngàn năm thọ mệnh. Có điều ngàn năm thọ mệnh này chỉ có tác dụng đối với viên đầu tiên, các viên tiếp theo cũng không có tác dụng gia tăng thọ mệnh nữa. Nhưng mà lượng nguyên khí khổng lồ thì vẫn rất là hữu dụng. Chín viên Thái Thanh Ngọc Dịch Đại Hoàn đan cũng đủ để cho ngươi luyện thành Thiên Địa Pháp tướng. Thế nào? Ngươi có muốn không? Yên Thủy Nhất móc từ trong lòng ngược ra một cái hồ lô thủy tinh trong suốt. Hồ lô này dùng hư không tinh thạch luyện thành, tỏa ra một luồng lực lượng không gian mạnh mẽ, trong đó lơ lửng chín viên đan dược. Xung quanh chín viên đan dược này có một tầng thanh khí lơ lửng, bên trong có màu ngọc bích, lại giống như ẩn chứa một chất lỏng không ngừng di động. Thái Thanh Ngọc Dịch Đại Hoàn Đan, nguyên lai like là bảo vật trấn giáo của Thái Nhất môn, vô thượng tiên khí tên là Vĩnh Hằng Thần Lô. Phương Hàn thầm than trong lòng, hắn cũng đã từng nghe nói qua về Thái Thanh Ngọc Dịch Đại Hoàn Đan của Thái Nhất Môn là trí bảo đan dược, ngay cả đệ tử Kim Đan cảnh cũng khó mà được ban thượng một viên. Mỗi một viên có thể gia tăng ngàn năm thọ mệnh. Tuy dùng qua một viên rồi, dùng lại viên thứ hai thì sẽ không có tác dụng gia tăng thọ mệnh, nhưng mà vẫn có thể bồi bổ, nuôi dưỡng thân thể, ý thức hải, giúp cho kim đan của hắn có được lượng thuế biến thành thiên địa pháp tướng. Nhìn hồ lô thủy tinh này, Phương Hàn hận không thể ra tay đoạt lấy ngay lập tức. Có điều hiện giờ đang ở trước mặt Yên Thủy Nhất, hắn cũng cố gắng giữ phong độ, hơn nữa hắn còn đang yêu đồ một chuyện tình khác lớn hơn. Chín viên thái thanh ngọc dịch đại hoàn đen này giá trên thị trường còn cao hơn cả nếp bàn đan. Hơn nữa dù cho có tiền cũng không mua được. Ngươi cho dù có đến cửu đỉnh hiên mua cũng không mua được. Tuy cửu đỉnh tiên tôn có được xã tắc đỉnh, là một kiện tùy phẩm đạo khí, có thể không ngừng luyện chế các loại đan dược nhưng căn bản vẫn kém vĩnh hằng thần lô của thái nhất môn chúng ta. Ngươi xem Linh Lung Tiên Tôn mặc dù là đệ nhất cao thủ ở Huyền Hoàng Đại Thế Giới nhưng nếu như Thái Nhất Môn chúng ta sử dụng Vĩnh Hằng Thần Lô thì hoàn toàn có thể luyện hóa được Linh Lung Tiên Tôn. Trong ba đại thương hội thì Cửu Đỉnh Hiên chuyên buôn bán đan dược, Lục Đạo Minh chuyên buôn bán tin tức, Thiên Đạo Các chuyên buôn bán pháp bảo. Phương Hàn nói chuyện với Yên Thủy Nhất cũng biết được thêm không ít chuyện, giá trị của chín viên Thái Thanh Ngọc Dịch Đại Hoàn đan này hơn 10 ước đan dược. Những ngươi muốn như thế nào mới đưa cho ta? Có thể đưa trước cho ta vài hạt không? Coi như là tiền đặt cọc để giúp ngươi luyện thành bất tử chi thân. Phương Hàn liếm liếm môi. Làm sao được? Yên Thủy Nhất liền thu hồi hồ lô đan dược lại, giống như đủ bẫn được Phương Hàn, vô cùng đắc ý. Có điều ta cũng sẽ nói cho ngươi biết một ít tin tức của Vũ Hóa Môn. Hiện tại Hoa Thiên Đô đang ở trong một thời không thần bí trong Vũ Hóa Thiên Cung tu luyện. Ở trong thời không này tu luyện một tháng thì bên ngoài cũng chỉ mới trôi qua một ngày. Phong Bạch Vũ đã đem chân không âm dương đạo truyền thụ cho Hoa Thiên Đô, đó chính là đại âm dương đạo trong ba 000 đại đạo. Còn Mạnh Thừa Bạch cũng đã được trưởng giáo Vũ Hóa Môn triệu kiến, truyền thụ cho rất nhiều loại thần thông tu vi của hai người tăng tiến cực nhanh nhưng nếu như không nhanh chóng ngưng luyện thành thiên địa pháp tướng thì có lẽ đến khi hoa thiên đô rất quan cũng sẽ bị hắn đánh chết tin tức rất đáng giá phương hàn nốt nước miếng cái ực một cái giống như là có cái gì đó mắc kẹt ở cổ họng vậy nói như vậy thì hiện tại ta nên lập tức trở về vũ hóa môn khiêu chiến hoa thiên đô đánh bại hắn hiện tại hắn đang bế quan môn phái chắc chắn sẽ không để cho ngươi làm như vậy chẳng lẽ ngươi nhìn không ra ý tứ của trường giáo vũ hóa môn phong bạch vũ khi truyền thụ chân không âm dương đạo cho hoa thiên đô sao? trong tất cả các đời đệ tử cũng chỉ có trưởng giáo mới có thể tu luyện thần thông này. phàm là người nào học trộm thì dù phải trả giá như thế nào cũng phải giết được người này. hoa thiên đô hiện tại đã được xem là trưởng môn tương lai của vũ hóa môn. vũ hóa môn cũng chỉ là muốn lợi dụng ngươi, chờ ngươi mở hoàng tuyền bảo khố ra mà thôi. cho nên chuyện ngươi từ chối gia nhập linh lung phúc địa là một sai lầm rất lớn. nghiên thì nhất cố tình trân trọng tưởng chừng như những gì nàng nói đều là sự thật, ta không tin linh lung phúc địa mà cũng không tin vũ hóa môn, ta chỉ tin vào chính mình. ngươi không có phát hiện ra là từ khi bắt đầu tu luyện đến giờ ta chưa từng tu luyện bất kỳ thần thông gì của vũ hóa môn sao? từ khi bắt đầu con đường tu luyện đến nay ta cũng chỉ tin tưởng có bản thân mình, không tin tưởng bất kỳ ai, bất kỳ môn phái nào. phương hàn lạnh lùng nói, tốt lắm, bây giờ chúng ta lên đường tìm mật hữu phạm thanh ảnh của ngươi. chỉ là trên đường đi, ngươi nhất định phải nghe theo lời ta nếu không thì giao dịch của chúng ta lập tức hủy bỏ. Ta trợ giúp ngươi luyện thành một nửa bất tử chi thân, ngươi cho ta chín viên thái thanh ngọc dịch đại hoàn. Tìm Phạm Thanh Ảnh và chuyện luyện thành một nửa bất tử chi thân có liên quan gì với nhau? Muốn ta nói cho ngươi biết, cũng được. Cho ta bốn viên làm tiền đặt cọc. Ta đây tạm thời không hỏi, có điều nếu như ngươi đùa cợt ta thì ta có cả vạn loại thủ đoạn để đối phó ngươi. Ngươi phải biết rằng hiện tại thiên đạo truy sát lệnh vẫn còn hiệu lực. Ta chỉ cần tùy ý tiết lộ ra thân phận ngươi thì sẽ không biết bao nhiêu cao thủ tới đuổi giết. Yên Thủy Nhất tự nhiên là không muốn giao đan dược cho Phương Hàn trước. Phương Hàn đứng dậy, thay đổi ngữ khí, trở lại với giọng nói của Ô Lạp Vương tử. Yên Thủy Nhất cũng muốn nhìn xem thử rốt cuộc là Phương Hàn muốn làm gì. Cứ như thế này đi ra ngoài sao? Yên Thủy Nhất, không phải ngươi đã đáp ứng là trên đường phải nghe theo lời ta sao? Bàn tay của Phương Hàn đột nhiên biến ảo, chộp lấy tay của Yên Thủy Nhất, muốn cứ như vậy tay trong tay đi ra ngoài. Ngươi làm gì? Yên Thủy Nhất liên tục cười lạnh, bàn tay biến ảo, hóa thành một luồng hơi nước bắn ra một làn sóng thi triển thương hải cổ lãng trưởng muốn đánh văng bàn tay của Phương Hàn ra. Ta muốn thử xem pháp lực hiện tại của ngươi so với ta ai hơn ai kém. Bàn tay của Phương Hàn cũng biến hóa đạo đạo thần thông từ đầu ngón tay bắn ra, hóa thành vầng sáng, lập tức hóa giải hết những làn hơi nước của Yên Thủy Nhất. Sau khi Phương Hàn đã vượt qua được phong hỏa đại kiếp, pháp lực hùng hậu, vượt trên Yên Thủy Nhất, hơn nữa hắn vừa mới luyện thành đại bổn nguyên thuật, mở ra được chín ý thức hải, pháp lực có lực lượng đủ để triệt để áp chế Yên Thủy Nhất. Thương hải cổ lãng trường của Yên Thủy Nhất bị phá thì đột nhiên biến thành một đường vòng cung dài hẹp, đánh lên cổ tay của Phương Hàn. Nhưng bàn tay của Phương Hàn đột nhiên co rụt lại, biến hóa thành một luồng nguyên khí, bên trong nguyên khí có hư ảnh của Tu Di Kim Sơn, lơ lửng bay lên, đánh tan lực lượng của Yên Thủy Nhất. Đây chính là đại Tu Di Sơn Vương Quyền. Yên Thủy Nhất biến sắc, thiên môn trên đỉnh đầu mở rộng, quang hoa trói lọi, muốn vận dụng Thương Hải Thần Châu. Nhưng đúng lúc này Phương Hàn lại quát nhẹ một tiếng, Mộc đạo nhân giúp ta một đạo nhân đang ở trong bát bộ phù đồ giấu trong thân thể hắn liền cảm ứng được đem lực lượng của mình truyền vào trong thần thông của phương hàn lực lượng của phương hàn đã siêu việt một ức mã lực thoáng cái liền đánh tan chiêu phản kích của yên thủy nhất bắt lấy bàn tay của yên thủy nhất thật mềm mại phương hàn thoáng cái đã dễ dàng bắt lấy bàn tay của đệ nhất chân truyền đệ tử thái nhất môn yên thủy nhất cảm giác còn hơn cả nguyễn ngọc ôn hương mềm mại đến tận xương tủy giờ khắc này phương hàn rốt cuộc cũng hiểu tại sao lại gọi nữ nhân ôn nhu như nước yên thủy nhất thật sự là nước ta có mục đạo nhân giúp đỡ, hoàn toàn có thể chấn áp được ngươi, đừng lãng phí sức mạnh nữa. Một thoáng khi bắt được tay của Yên Thủy Nhất, Phương Hàn liền mạnh mẽ phát ra một luồng ý niệm, ta sẽ cứ như thế này mà đi ra, lợi dụng lục đạo minh truyền tin tức cho tất cả mọi người, trước sau gì cũng sẽ tới tai hoa thiên đồ. Được, Phương Hàn, ngươi được lắm. Ta tu luyện nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên để cho nam nhân đụng chạm vào thân thể ta, nắm lấy tay ta. Phương Hàn ngươi vừa kết xuống một đại nhân quả, ngươi biết không, Tiếng của Yên Thủy Nhất giống như cười mà lại giống như khóc, nhưng cũng không tiếp tục phản kháng nữa. Đại nhân quả gì? Phương Hàn tùy ý hỏi, chân đạp nhẹ một cái, từ trong hư không hoa viên lao ra ngoài, sau đó hướng thẳng ra bên ngoài cổng Lục Đạo Minh mà đi. Trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu. Chuyện này, vừa rồi có đúng là Yên Thủy Nhất và Ô Lạp Vương tử không? Đào Hoa tiên tử thấy một màn này thì trong mắt lộ ra vài phần khiếp sợ. Nàng nhìn lại khối thủy tinh bên cạnh, thấy rõ hình ảnh Ô Lạp Vương tử kéo tay Yên Thủy Nhất bay lên. Đây chính là thủy hệ đạo thuật thủy kinh thuật, rất nhiều đạo môn đều có sử dụng đạo thuật này. Quả đúng là như vậy, không thì yên thủy nhất cũng sẽ không để hắn nắm tay. Hơn nữa hai người ở trong hư không hoa viên trò chuyện cũng rất vui vẻ. Bên người đào hoa tiên tử xuất hiện thêm mấy cao thủ nữa. Tất cả đều là cao thủ từ kim đan cảnh trở lên, thậm chí có cả cao thủ tầng thứ 10 thần thông bí cảnh, nghịch thiên cải mệnh. Nhưng người này hiển nhiên là các chủ trì của lục đạo minh. Lai lịch của ô lạp phương tử này như thế nào? Sao lại được yên thủy nhất yêu ái như vậy? không phải Yên Thủy Nhất đã định ra hôn ước với Vũ Hóa Môn Hoa Thiên Đô rồi sao? Một cao thủ tầng thứ 10 thần thông bí cảnh của Lục Đạo Minh cất tiếng nói, định ra hôn ước đã là gì? Chẳng qua cũng chỉ là một cái giao dịch mà thôi. Hoa Thiên Đô cũng chỉ là muốn dựa vào Thái Nhất Môn thôi. Trên cơ bản cũng chỉ là một cái danh phận, Yên Thủy Nhất cũng sẽ không để cho Hoa Thiên Đô đụng vào. Có điều Ô Lạp phương tử này lại được sự ưu ái của Yên Thủy Nhất, thật là Ô Lạp phương tử này cũng không phải tầm thường, thâm sâu khó dò. Bất kể như thế nào, đây là một tin tức nóng hổi, có thể bán được rất nhiều tiền. Phương Hàn cưỡng chế nắm lấy tay Yên Thủy Nhất rất nàng bay ra khỏi Lục Đạo Minh. Bí mật này rơi vào trong mắt người của Lục Đạo Minh lập tức trở thành một tin tức rất có giá trị. Đây cũng là hiệu quả oanh động mà Phương Hàn muốn tạo thành. Tốt nhất là sau khi Hoa Thiên Đô nghe được tin này thì tâm ma trỗi dậy, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Hoặc là vĩnh viễn không thể bước vào trường sinh bí cảnh. Ngươi còn không mau buông ta ra. Ở giữa cửu thiên cương phong, Yên Thủy Nhất bộc phát cương khí bao phủ toàn thân, rồi chấn động mạnh một cái, kiệt lực thoát khỏi bàn tay của Phương Hàn nhưng lại không làm được gì. Bàn tay của Phương Hàn giống như một cái kìm sắt, gắt gao kiềm chế nàng, thậm chí còn khống chế cương khí toàn thân nàng. Càng lợi hại hơn chính là trong lòng bàn tay của Phương Hàn truyền ra một luồng hơi nước, luồng hơi nước này dung hợp với hơi nước trên người nàng, làm cho nàng có cảm giác không nỡ buông ra. Đây là dấu hiệu vô cùng nguy hiểm. Nàng cũng binh bạch bản thân là nguyên linh thủy thần chuyển thế, nên hắc đế thủy hoàng cương khí trên người phương hàn có lực hấp dẫn trí mạng đối với nàng làm cho nàng có cảm giác rất nhiều chỗ tốt thủy nguyên lực thật là tinh khiết kỳ thật phương hàn cũng không phải không nghĩ đến chuyện buông tay yên thủy nhất ra chỉ là hắn cũng bị hơi nước trên người nữ tử này làm cho cảm thấy thoải mái dễ chịu chìm đắm vào một loại cảnh giới vong ngã cứ như vậy nắm tay trong chốc lát hắc đế thủy hoàng cương khí của phương hàn trở nên cô động hơn rất nhiều lỗ chân lông toàn thân mở rộng ra không ngừng hấp thu hơi nước xung quanh thậm chí xung quanh thân thể hán xuất hiện hư ảnh hắc long do hơi nước ngưng kết thành cương khí của yên thủy nhất kết hợp với hắc đế thủy hoàng cương khí của ta thu được lợi ích rất lớn nếu như hai chúng ta phối hợp tu luyện cương khí tương giao thì tu vi của ta sẽ tăng mạnh mà nàng cũng sẽ đạt được lợi ích không nhỏ thậm chí có thể trực tiếp đột phá trường sinh bí cảnh phương hàn thuận thế buông tay yên thủy nhất ra nhưng trong lòng vẫn còn sót lại dư vị khi hai luồng cương khí của hai người hòa quyện vào nhau sau khi buông tay ra cả hai đều trầm mặc không nói gì cuối cùng yên thủy nhất lại mở miệng trước người lạnh nói. Ngươi đã đạt được mục đích của mình rồi. Người lục đạo minh nhìn thấy chuyện này nhất định sẽ biến thành một tin tức rất có giá trị. Sau đó sẽ bán đi rồi truyền đến tai của Hoa Thiên Đô. Sao nào? Ngươi để tâm sao? Có điều giữa ngươi và Hoa Thiên Đô đều không có chút tình cảm nào, chỉ thuần túy là đích hôn vì lợi ích. Ngươi vốn cũng sẽ không để hắn chạm vào một đầu ngón tay của ngươi mà. Lông mi của Phương Hàn nhíu lại. Yên Thủy Nhất ngờ nghịch, ánh mắt khóa chặt lên người Phương Hàn. Ta đương nhiên không ngại, có điều ngươi cũng đừng lợi dụng ta. Ngươi cùng Hoa Thiên Đô có ước hẹn 10 năm, hãy dựa vào bổn sự của mình mà tranh đấu. Ngươi lợi dụng ta để quấy nhiễu việc tu luyện của hắn, dẫn động tâm ma của hắn, như vậy cũng chỉ là thắng không võ mà thôi. Ha ha, người tu đạo đều không quan tâm đến bên ngoài, bỏ qua hết thầy ngoại vật, thiên địa lấy bản thân làm trung tâm. Nếu như vì chuyện này mà bị dẫn động tâm ma thì căn bản không xứng làm đối thủ của ta, có chết cũng đáng đời. Phương Hàn không thấy bản thân có gì là sai nói. Ngươi điên rồi. Ngươi có phong phạm của ma đế, căn bản không phải là người trong tiên đạo mà đã nhập ma rồi. Trưởng giáo tiên đạo không phải là người tâm ngoan thủ lạt, không quan tâm gì đến mọi chuyện khác, chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân sao. Người tu đạo vốn đều như vậy, lấy bản tâm thay cho thiên tâm. Yên thủy nhất cô nương đừng nói là cô không phải loại người này, nếu không thì cô cũng không thể tu luyện được đến mức độ này. Người còn hung ác hơn ta rất nhiều. Yên thủy nhất trầm mặc một hồi, tự hồ đang tự hỏi điều gì đó. Cho nên hiện giờ thực lực của ta mới ở trên ngươi, tất cả là vì ta hung ác hơn ngươi. Đi thôi, ngươi dẫn ta đi tìm phạm thanh ảnh đi cô ngàn vạn lần không được để lộ ra thân phận của ta nếu không thì hai người chúng ta sẽ gặp phải tai họa ngập đầu ngươi hẳn là chưa biết hết mọi chuyện về nữ tử phạm thanh ảnh này nhưng mà ta thì biết rõ bây giờ chúng ta muốn đi đối phó với thế lực ở sau lưng nàng sau đó đoạt được một thứ có thể giúp ngươi luyện thành một nửa bất tử tri thân phương hàn cũng không đề cập tới thần tộc nhưng cũng cho yên thủy nhất một ít manh mối ngươi nói là sau lưng phạm thanh ảnh còn có thế lực khác yên thủy nhất dưỡng sờ một chút tựa hồ có chút kinh ngạc ta cũng từng suy đoán về điều đó. Phạm Thanh Ảnh có vô cùng vô tận pháp bảo, đan dược. Vốn ta vẫn tin rằng là do nàng cướp bóc mà có được, có điều dù cho có cướp bóc thì cũng không có được nhiều như vậy. Hơn nữa khi ta mới biết nàng thì nàng cũng không có đại hỗn độ lôi kiếm, về sau lại đột nhiên có được, cũng rất là bí hiểm. Biết là tốt rồi, bí ẩn ở trong chuyện này ta là người biết rõ ràng nhất. Có điều, chờ sau khi mọi việc xong xuôi, chúng ta có thể tin tưởng lẫn nhau và ngươi cam đoan là không tiết lộ chuyện này ra ngoài thì ta sẽ đem tất cả mọi chuyện nói cho ngươi biết. Chuyện này thật sự quá hệ trọng, liên quan đến sự tồn vong của cả Huyền Hoàng đại thế giới. Phương Hàn đột nhiên nói với giọng điệu vô cùng trịnh trọng, trong giọng nói còn lộ ra một luồng cảm xúc thê lương. Nghiêm trọng như vậy, Yên thị nhất cũng không ngờ là có chuyện nghiêm trọng đến mức như vậy, nhưng mà bằng vào trực giác của mình, nàng biết là Phương Hàn không nói dối. Ngươi đã có thể trợ giúp ta luyện thành một nửa bất tử chi thân thì ta đây cũng sẽ phối hợp với ngươi. Hiện tại ngươi có thân phận là Ô Lạp vương tử, cùng ta có giao tình sâu đậm. Hiện tại ta và ngươi sẽ đi tới xào huyệt của 40 đạo tặc, khí thiên đảo tìm gặp mật hữu của ta là Phạm Thanh Ảnh. Yên Thủy Nhất cũng không phải là người ngu ngốc, toán cái liền thông suốt mọi việc. Hai đạo bóng ảnh phi hành giữa cửu thiên cương phong, mạnh mẽ xuyên qua gió lốc, lao thẳng về phía biển rộng. Trong nháy mắt hai người bay được nghìn dặm, nhanh như thiểm điện. Hai người cứ như vậy phi hành dưới sự dẫn dắt của Yên Thủy Nhất và lực lượng do Phương Hàn cung cấp cuồn cuộn không dứt, đi trọn vẹn một ngày thì đột nhiên ở biển rộng mênh mông bên dưới xuất hiện vô số đảo nhỏ sắp xếp thành hai hàng song song với nhau. Những đảo nhỏ này giống như răng nanh của thái cổ cự thú, quái thạch lởm chởm, bé nhọn vô cùng, làm cho người ta thấy kinh sợ. Lần này Phương Hàn thông qua Lục Đạo Minh gặp được Yên Thủy Nhất, ngoại trừ muốn đoạt được bản công pháp đầy đủ cũ của thần thông bản vũ đại lực ra thì còn muốn từ Yên Thủy Nhất mà tìm được chút tin tức về thần tộc đứng sau lương phạm thanh ảnh. Tài liệu tốt nhất để nuôi dưỡng thiên ma chính là hắc thần đan. Trừ nó ra, tất cả các loại nguyên khí tiên giới khác đều kém xa. Thần tộc trong mắt Phương Hàn là nguồn cung cấp vô cùng vô tận đan dược, nguyên khí, pháp bảo hiện tại phương hàn khi cần đến tài phú thì chuyện đầu tiên hắn nghĩ tới là tìm thần tộc huống hồ còn có yên thủy nhất hỗ trợ nữa thì sao lại không làm chứ tìm được phạm thanh ảnh xác định được xào huyệt của thần tộc ở huyền hoàng đại thế giới cướp đoạt một trận thoải mái thì cả đời này cũng không lo thiếu tài phú nữa sau đó cứ lẳng lặng trở về vũ hóa môn tu luyện chèn ép hoa thiên đô bằng không hai tay trống trơn trở lại vũ hóa môn tu luyện khuyết thiếu nguyên khí thì cũng không hay ho gì hồ chi mộc đạo nhân muốn luyện bắt bộ phủ đồ thành hạ phẩm đạo khí thì cũng cần lượng lớn thiên tài địa bảo giá trị tới mấy trăm ức mấy ngàn ức thậm chí là không có khả năng mua được phương hàn cũng chỉ có thể đi cướp của thần tộc mà thôi tuy thần tộc rất là lợi hại nhưng mà phương hàn có cây thế giới là khắc tinh của thần tộc hơn nữa với thực lực hiện tại của hắn có mộc đạo nhân hỗ trợ lại liên thủ cùng yên thủy nhất có hai kiện thượng phẩm đạo khí thì cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh cũng không phải e sợ hơn nữa hắn cũng rất thèm muốn thanh đại hỗn độ lôi kiếm trong tay phạm thanh ảnh thanh thượng phẩm đạo khí này ẩn chứa đạo hỗn độ lôi pháp nếu như đoạt được thì thực lực của hắn sẽ tăng mạnh thừa sức giết chết hoa thiên đô một cách nhẹ nhàng đương nhiên đối với phương thanh tuyết là điện mẫu chuyển thế thì thanh kiếm này cũng có tác dụng rất lớn nếu như phương thanh tuyết có được đại hỗn độ lôi kiếm học được đại hỗn độ lôi pháp phối hợp cùng với bất diện điện phù thì sẽ lợi hại đến mức nào đại hỗn độ lôi kiếm là mục tiêu chính của phương hàn trong chuyến đi này lần này hắn quyết định phải làm một vụ lớn làm một cái cho đáng hắn cũng không tin là sau vụ này hắn còn phải lâm vào cảnh khốn cùng nữa hơn nữa sau một vụ này hắn sẽ trở về vũ hóa môn dốc lòng tu luyện cho tới khi luyện thành trường sinh bí cảnh thì mới đi ra đến lúc đó sẽ khiến cho thiên hạ kinh khiếp trở thành đầu sỏ một phương tiêu dao trong thiên địa không phải e ngại cái gì mà thiên đạo truy sát lệnh khi đến lúc thì cần phải hung ác nếu như ta cướp bóc được sao huyệt của thần tộc bắt được phạm thanh ảnh thu được đại hỗn độ lôi kiếm thì sẽ tìm cho mộc đạo nhân một thân thể của thần vương của thần tộc giúp hắn tu luyện như vậy thì hắn sẽ càng lợi hại hơn nếu được như vậy thì sau này ta sẽ hoàn toàn vượt trội hơn so với hoa thiên đô đây là kế hoạch mà ta đã cẩn thận nghiên cứu trong suốt một tháng qua hoa thiên đô ngươi rất là lợi hại lại được người của vũ hóa môn hân thưởng truyền thụ cho đại âm dương thuật nhưng mà cho dù như vậy thì cũng không thể nhanh bằng ta đả kiếp thần tộc được ta sẽ cho người của vũ hóa môn biết phương hàn ta mới chân chính là trưởng môn tương lai Tuy là có không ít người tranh đoạt chức vị trưởng môn này, nhưng mà ai muốn tương lai? Tuy là có không ít người tranh đoạt chức vị trưởng môn này, nhưng mà ai muốn tranh đoạt, muốn đứng ở trên đầu ta thì ta sẽ cho hắn biết cái gì là sống không bằng chết. Thì ra Phương Hàn ở trong lòng đất tu luyện trong suốt một tháng qua đã nghĩ ra một ý niệm điên cuồng như vậy. Đây cũng là vụ cướp đoạt lớn nhất từ trước đến nay của hắn. Hắn chuẩn bị làm xong vụ này thì sẽ chính thức bế quan tu luyện. Thậm chí hắn còn muốn sau khi làm xong chuyện này thì sẽ đi đến Thái Nguyên Tiên Phủ, vào trong đó tu luyện làm cho tất cả mọi người đuổi giết mình đều không thể làm gì được. Yên Thủy Nhất tự nhiên là không biết trong đầu hắn lại có ý niệm đinh cuồng như vậy, nếu mà biết được thì hẳn là nàng sẽ khiếp sợ vô cùng. Phương Hàn Phía trước chính là sao huyệt của 40 đạo tặc, là quần đảo Lão Nha. Quần đảo này có 3.000 đạo, mỗi một đạo đều không phải là đá mà là do răng của cự thú thao thiết tạo nên. Không biết Phạm Thanh Ảnh từ đâu kiếm được những cái này. Ở đây có tổng cộng 3.000 cái răng, phối hợp bố trí thành đại trận, Phàm là người nào tiến vào trong đại trận đều sẽ bị cắn xé đánh nát thân thể, ngay cả ta nếu như tự tiện tiến vào cũng khó có thể thoát ra được. Yên Thủy nhất giới thiệu, răng của thái cổ cự thú, thao thiết. Phương Hàn lắp bắp kinh hãi, vận dụng pháp lực quan sát những quần đảo chằng chịt những đảo nhỏ giống như răng nanh này, cả quần đảo rộng chừng mấy trăm dặm, trong đó ẩn ẩn có hung sắc khí nồng đậm. Thái cổ cự thú thao thiết chính là một loại thần thú rất tham ăn, cơ hồ cái gì cũng ăn. Hơn nữa theo truyền thuyết từ thời thái cổ thì nó còn hung hãn hơn cả côn bằng, chuyên đi lại giữa các tinh cầu, thôn phệ tất cả ngay cả cao thủ trường sinh bí cảnh, đầu sỏ muôn đời cũng khiếp sợ nó. Chỉ có những người có đạo hạnh cực cao mới có thể hàng phục được nó. Mỗi một cái răng của thao thiết tạo thành một ngọn núi đá ngầm thật lớn, qua đó có thể thấy được sự hung hãn và uy phong của cự thú này. Phương Hàn cảm giác được lần cướp bóc lớn này cũng không đơn giản như hắn nghĩ. Quần đảo do hàm răng của thao thiết này kết hợp lại tạo thành một đại trận vô cùng hung hiểm. Xem ra là do một người rất lợi hại bố trí. Phạm Thanh Ảnh tuy thực lực cao tuyệt nhưng dù sao cũng không có tu luyện tới trường sinh bí cảnh, hẳn là không thể bố trí ra được đại trận hung hiểm như thế này. Phương Hàn quan sát quần đảo, kinh hãi một hồi, hỏi lại Yên Thủy Nhất, ngươi có biết đầu sỏ muôn đời nào đứng sau lưng Phạm Thanh Ảnh không? Ta cũng không biết, ta mặc dù là bạn rất thân thiết với Phạm Thanh Ảnh nhưng cũng chưa bao giờ hỏi đến các bí mật của nàng, nàng cũng không hỏi đến các bí mật của ta. Dù sao chúng ta đều là người tu đạo, không phải là thiên kim tiểu thư ở trong thế tục. Ta cũng đã đi vào đại trận này rất nhiều lần, tuy hung hiểm nhưng cũng không cần e ngại. Yên Thủy Nhất chỉ tay vào biển rộng mênh mông, dù sao thì đại trận này cũng được lập ra trên biển, dựa vào thủy nguyên lực mà vận động, mà ta thì là nguyên linh của thủy thần chuyển thế, tự nhiên không sợ bị nhốt ở trong này. Ta có thể dựa vào Thương Hải Thần Châu tùy thời bỏ chạy. Hiện tại ngươi chuẩn bị kỹ đi, ta sẽ thông chi cho Phạm Thanh Ảnh biết. Trong lúc nói chuyện, Yên Thủy Nhất vỗ tay một cái, từ mặt biển đột nhiên vọt lên những cột nước cao tới ngàn trượng, tỏa ra ánh sáng óng ánh, long lanh, vọt thẳng lên trên không trung rồi đột nhiên nổ mạnh. Thủy lôi luân phiên nổ mạnh phát ra những tiếng kinh thiên động địa, kéo dài mãi không dứt, một hồi âm thanh vang vọng, truyền ra xa mấy ngàn dặm. Giữa quần đảo lão nha, mấy trăm cột đá ngầm rung chuyển, bắt đầu vận động, một đạo ánh sáng nhẹ nhàng bay lên, một thanh y nữ tử xuất hiện, sau đầu nữ tử này có những vòng sáng lấp lánh, thoạt nhìn như tiên nữ trong tranh. Phương Hàn nhìn kỹ thì thấy rõ chính là Phạm Thanh Ảnh, người suýt chút nữa đã giết chết mình, người xếp hạng nhất trên trường sinh dự khuyết bảng là lãnh đạo của 40 đạo tặc trên biển. Phạm Thanh Ảnh vừa xuất hiện thì một luồng thần niệm mạnh mẽ liền quét tới. Bởi vì nàng bị mù, không có mắt nên lúc nào cũng dùng thần niệm để quan sát, so với mắt thì còn chính xác hơn rất nhiều. Thấy bên người Yên Thủy nhất còn có một người khác, trên mặt nàng liền lộ ra một chút kinh ngạc, phát ra thần niệm hỏi. Yên Thủy nhất, hôm nay đến chỗ ta sao lại còn dẫn theo người ngoài nữa? Thanh Ảnh tỉ tỉ, người này là Ô Lạp Vương Tử. Là vương tử ô lạp tinh trong ngoại vực tinh không có một thân tu vi thâm bất khả chắc, là một đạo hữu mà ta kết bạn từ rất lâu rồi. Lần này Thái Nhất mua chúng ta Hạ Thiên Đạo truy sát lệnh đuổi giết Phương Hàn, chỉ cần có thể lấy được tính mạng của Phương Hàn là có thể có được tiên đan, trung phẩm đạo khí, 100 ức đan dược. Thanh Ảnh tỷ tỷ hàn là cũng có hứng thú với chuyện này cho nên ta mang một người đến giúp. Vị này là Ô Lạp Vương tử, ba người chúng ta liên thủ nhất định có thể giết chết Phương Hàn. Yên Thủy Nhất giới thiệu Ô Lạp Vương tử. Phương Hàn cũng phối hợp rất ăn ý, tùy ý vung tay lên, thần niệm gắn kết với mục đạo nhân ở trong người, mượn một phần lực lượng của hắn chụp ra một trào xuống vùng biển rộng chừng 3 bốn dặm ở bên dưới. Lượng lớn nước biển bị một trào này đánh cho văng lên, sau đó tạo thành một trận mưa to gió lớn ở ngay trên biển. Trường sinh bí cảnh, đầu xóa muôn đời. Phạm Thanh Ảnh rung động toàn thân, thần niệm đào qua, quan sát thật kỹ Ô Lạp Vương tử. Nàng tuyệt đối không ngờ là Yên Thủy nhất lại dẫn tới một đầu sỏ muôn đời, nói như vậy thì nếu như ba người liên thủ thật có thể đánh chết được Phương hàng. cũng không phải vậy. Có điều trên người ta có linh phủ của một vị trưởng bối ở Ô Lạp tinh luyện chế, trong linh phủ có phong ấn một phần hồn phách của vị trưởng bối đó, có thể phát huy được ba thành lực lượng của một vị cao thủ trường sinh bí cảnh. Phương Hàn vội vàng nói, xem ra ô lạp vương tử ở ô lạp tinh có địa vị rất cao. Trưởng bối của ngươi lại bỏ ra một phần hồn phách để luyện chế linh phủ bảo vệ ngươi thì có thể thấy là hắn rất coi trọng ngươi. Có điều thực lực Phương Hàn gần đây lại tăng mạnh, vượt qua được phong hỏa đại kiếp. Chúng ta muốn giết được hắn thì còn cần phải tỉ mỉ bàn bạc một phen. Y. Yên thì nhất, ô lạp vương tử, mời các ngươi vào đây, ta sẽ mời mấy vị đạo hữu tới cùng bàn tính chuyện giết Phương Hàn. Phạm Thanh Ảnh giũi tay ra mời Yên Thủy Nhất và Ô Lạp Vương Tử đi theo. Trong khoảng thời gian ngắn, quần đảo lão nha lại biến đổi, dung chuyển huyền ảo một hồi, không gian chấn động kịch liệt, giống như đang thay đổi cả một thế giới. Trong quần đảo lão nha, khắp nơi đều là non xanh nước biển, hoa lá, chim muông, đình đài lầu các, bạch viên hiến quả, khắp nơi đều là tiên cảnh đẹp vô cùng. Ở trong quần đảo này có một tòa cung điện nổi lơ lửng, Bốn phía cửa cung điện là một phương viên mấy mẫu vô phủ đầy hoa sen, trên mỗi đóa hoa sen có một hắc y nhân đang ngồi, tổng cộng có chừng 40 đến 50 hắc y nhân. Trong miệng bọn họ không ngừng bắn ra các luồng khí lưu của quái, quấn quanh bốn phía cung điện, tựa hồ đang tế luyện cung điện này. Phương Hàn thấy một màn này thì chấn kinh, bởi vì hắn nhìn ra được những hắc y nhân này đều là cao thủ cấp bậc thần quân, là cao thủ thần tộc. Những hắc y nhân ở đây đều là thần quân của thần tộc. Có điều những người này để lộ ra bên ngoài đều là tu vi của cao thủ tầng thứ ba, thứ tư thần thông bí cảnh. Thần tộc có khả năng ẩn giấu thực lực rất là quỷ dị, ngay cả cao thủ trường sinh bí cảnh cũng khó mà nhìn ra được. Thanh ảnh tỷ tỷ, từ đâu ra mà nhiều cao thủ thần thông bí cảnh như vậy, còn hao phí nguyên khí để tế luyện cung điện cho ngươi nữa? Yên Thỉ Nhất nhìn những hắc y nhân này cũng có chút nghi hoặc. Cao thủ thần thông bí cảnh tuy nói là không ít nhưng tuyệt đối cũng không nhiều. Trong 10 môn phái tiên đạo, mỗi một người đều là thiên chi kiêu tử, tuyệt sẽ không chịu đi làm nô dịch cho người khác. Cho dù trong một ít đại môn phái cần có cao thủ thần thông bí cảnh làm nô dịch thì cũng sẽ đi bắt thiên ma vương trong thiên ma chứ không bắt chân truyền đệ tử của mình đi làm. Thiên ma vương trong thiên ma cũng có lực lượng tương đương với cao thủ thần thông bí cảnh mà số lượng lại rất đông đảo. Yên thủy tỷ lại tới rồi. Vị này là một đạo lưu quang từ trong cung điện bay ra, chân đạp hoa sen năm màu bay lên đón ba người. Phương Hàn nhìn kỹ lại thì nhận ra chính là Chu Tiên Đạo từng đuổi giết hắn. Nàng chuyên tu luyện công pháp của Phật môn. Vị này là Ô Lạp Vương Tử, là người ta mời đến để hỗ trợ đối phó với Phương Hàn. Yên Thủy Nhất giới thiệu, những hắc y nhân này đều là tu sĩ của Hắc Vu giáo ở Hắc Vu tỉnh. Bọn chúng đến Huyền Hoàng đại thế giới hồng cấp đoạt hồn phách tu luyện vu thuật thì ta bắt gặp, hàng phục rồi làm nô dịch cho ta. Phạm Thanh Ảnh phát ra thần niệm giải thích, vị ương cung của ta đã luyện chế được mấy trăm năm, bây giờ đã là một kiện tuyệt phẩm bảo khí, tiếp tục tích xúc lực lượng, chờ ta đột phá trường sinh bí cảnh, luyện thành bất tử chi thân thì có thể chuyển hóa đạo khí, lại kết hợp với răng nanh của Thao Thiết bên ngoài, tiếp tục luyện chế thì sẽ có lực lượng vô cùng to lớn, thậm chí có thể lặn xuống đáy biển, càng thêm bí ẩn, an toàn. Nếu như bắt được phương Hàn thì có thể tạm thời không giết người này mà bắt hắn làm nô dịch cho ta, đem thân thể hắn dung nhập vào trong đó. Thân thể một nửa bất tử chi thân của hắn rất là quý báu, có thể có rất nhiều công dụng tốt, một nửa bất tử chi thân. Ta cũng rất kỳ quái làm sao người này lại có thể luyện thành một nửa bất tử chi thân. Quả thật là đã vượt ra ngoài lẽ thường của tu sĩ chúng ta phải biết rằng cao thủ thần thông bí cảnh một khi bị đánh nát thân thể thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phương Hàn cũng giả vờ kinh ngạc, khiến cho Yên Thủy Nhất cười thầm trong lòng, có điều nàng cũng rất muốn biết làm sao mà Phương Hàn lại luyện thành được một nửa bất tử chi thân. Nếu không phải Phương Hàn dùng một nửa bất tử chi thân dụ dỗ thì nàng cũng sẽ không dẫn Phương Hàn tới giao huyệt bí mật của người bạn thân Phạm Thanh Ảnh của mình. Ta biết rõ Phương Hàn làm sao có thể luyện thành một nửa bất tử chi thân. Ô Lạp Phương Tử và Yên Thủy Nhất cô nâng cứ vào đây, chúng ta sẽ cùng thương lượng chuyện đuổi giết Phương Hàn một thanh âm từ trong vị ương cung truyền ra đó là một vị đạo hữu mà ta mời đến hắn có thủ oán với phương hàn bảy thuộc hạ của hắn đi theo dịch thân vương của đại huyền đế quốc đến mừng thọ linh lung tiên tôn thì bị phương hàn chặn giết giữa đường cướp đi tài vật pháp bảo phạm thanh ảnh vừa nói chuyện vừa dẫn phương hàn và yên thủy nhất vào trong vị ương cung phương hàn ngươi làm cả chuyện chặn đường cướp của sao chặn giết người khác cướp đoạt tài bảo thật sự là ngay mấy lời này thì yên thủy nhất tự nhiên cảm thấy khó chịu dùng tinh thần trao đổi với phương hàn từ từ rồi ta nói cho ngươi biết. Chuyện ngươi có thể luyện thành bất tử chi thân hay không là nằm ở trên người người kia. Hãy cẩn thận, người này có thực lực phi thường khủng bố, cũng có liên quan rất lớn đến đại tai nạn của tiên đạo và ma đạo ở huyền hoàng đại thế giới chúng ta. Phương Hàn truyền âm đáp lại, sau đó tập trung tinh thần, cẩn thận tập trung toàn bộ lực lượng của bản thân. Thật không? Ngươi không gạt ta đó chứ? Cái gì mà tai kiếp của cả tiên đạo và ma đạo ở huyền hoàng đại thế giới? Ngươi cho rằng, Yên Thủy Nhất nghe được mấy lời này thì trở nên ngu ngơ, không hiểu gì cả nhưng cũng cảm giác được có gì đó không ổn liền thu nhiếp tinh thần của bản thân khi tiến vào vị ưng cung phương hàn liền thấy được một lão nhân mặc đồ tím dáng người cực cao cao hơn người bình thường hai cái đầu làm cho người ta có cảm giác rất là to lớn mạnh mẽ trên đỉnh đầu hắn đeo một cái vương miện màu tím hai mắt khép hờ tử quang từ trong mắt bắn ra bốn phía quanh thân nồng đậm nguyên khí tiên giới là một cao thủ trường sinh bí cảnh đầu sỏ muôn đời trường sinh bí cảnh đầu sỏ muôn đời Yên Thủy Nhất lắp bắp kinh hãi. Nàng không ngờ rằng Phạm Thanh Ảnh lại mới tới được một đầu sóng muôn đời. Có điều cũng may, thực lực của người này tự hồ cũng chỉ mới đạt tới tầng thứ nhất trường sinh bí cảnh, vạn thọ cảnh, cũng không quá khủng bố. Tại hạ là tu sĩ ngoại vực, hận thiên đạo nhân. Tử Bảo đạo nhân mỉm cười nói, bảy thủ hạ của ta bị Phương Hàn chặn giết trên đường đi mừng thọ linh lung tuyên tôn. Toàn bộ tài phú của bọn họ đều bị Phương Hàn cướp đoạt đi hết. Ta lúc đầu còn không biết được, về sau mới thi triển la bàn thần toán, liên tục tính toán suốt 3 ngày 3 đêm mới biết được chân tướng sự tình. Cho nên lần này ta đến huyền hoàng đại thế giới quyết phải giết chết Phương Hàn. Yên thị nhất cô nương, nghe nói cô nương vì muốn nghe ngóng tin tức của Phương Hàn mà đến lục đạo minh, bỏ ra ngàn vạn đan dược, không biết có nghe được tin tức gì không. Ta chỉ nghe được một tin tức là Phương Hàn vẫn chưa trở về vũ hóa môn. Yên thị nhất khoanh chân ngồi xuống, đối mặt với tử bảo đạo nhân. Lần đầu gặp mặt ta cũng không có gì quý giá, đây coi như là một món quà gặp mặt nho nhỏ. Hận thiên đạo nhân vung tay lên, hai tấm tinh tạp bay ra, rơi vào tay của Phương Hàn và Yên Thủy Nhất, cả hai đều là tinh tạp trị giá một ức đan dược. Đa tạ Hận Thiên tiền bối. Phương Hàn vội vàng nhận lấy, hành lễ nhưng trong lòng vẫn cảnh giác vạn phần. Người này chắc chắn là thần hoàng mà Đại Hòa Thân Vương, Đại Hạ Thần Vương có nhắc tới. Thoạt nhìn thì là cao thủ tầng thứ nhất Trường Sinh Bí cảnh, Vạn Thọ cảnh, nhưng mà tu sĩ thần tộc khác với tu sĩ bình thường rất nhiều, có rất nhiều năng lực kỳ dị. Hơn nữa chắc chắn là hắn còn ẩn giấu thực lực nữa. Nên làm sao bây giờ? Đến đây mình xin kết thúc nội dung của tập này. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu thấy hay, đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh và để lại comment góp ý của mọi người nhé.